Hai chào anh em ở chuyện lúc mình nhà Tlu S8 rất vui quay trở lại bạn là trong video ngày hôm nay. Cũng khá khá lâu rồi mình mới lại làm video bán ở cái tầm tối tối muộn này. Một cái đợt thời gian mình liên tục đăng ạp ở cái tầm muộn muộn này các bạn ạ. Giờ thì lâu lắm mới có một ạc này. Ok các anh em, đây cũng là một ạc khá đặc biệt khi mà cái đội hình của nó có thể nói là gần như hồi thời điểm này không ai còn dùng cái team là team sáng thế theo kiểu nguyên bản kiểu ngày xưa rồi. Giờ sáng thế ít nhất thì người ta sẽ chơi sang cho kiểu stick, kiểu thịnh hành hơn, gọi là mốt mới hơn, thì có thể là chơi theo kiểu là tứ hồn của kiểu flame đấy. Phong cách sáng thế dựa vào Anis thì khá là cũ dích, mà chỉ dành cho những người chơi server cũ thôi. Mình nói luôn là cái server cũ bạn nhé, server số 56. Chua có lẽ khá coi trọng vấn đề về tiêu kim cương nên để kim cương ở mức độ là luôn luôn là có thể quay được mèo phun mốc. Đấy, thành ra là không đua stick hai vòng, không đua kill flame vừa rồi. Mình nói thật sự chủ hạc chơi cực kỳ kiên nhẫn này đúng không? Hoặc là ông ấy quá bận khiến là không gọi là có cái động lực để là tham gia vòng quay. Đấy, ok các anh em, chủ hạc thì cũng mình nói luôn là 2 ngày rồi chưa vào đấy. Vừa lấy mấy chục thư mình vừa mới nhận xong đấy. Đấy, chứ cũng lâu lắm rồi không gọi là không online một cách chăm chút cẩn thận. Nên là so với thời mới mới của nó ấy các bạn ạ. Hay là cũng bị thọt đi một chút đấy. Đấy, nhưng mà lên nhanh thôi, hiện nay thì đang ở mức độ VIP 7, 25 kim cương nữa là lên VIP 8 và không còn số lợi tức. Ở đội hình chỉ có 6 con thì có 5 con đẳng đỏ duy nhất Init, Init là chưa đẳng tên lên đẳng thôi. Trong tương lai thì mình nghĩ rằng các bạn ấy thì xoay qua tứ hồn đấy, hoặc là vẫn chơi Init này vẫn được các bạn ạ. Thoải mái con gà mái nhá. Đấy, các vị trí còn lại ở đây thì mình thấy có mỗi vị trí của Anis là có thể gọi là yếu đuối nhất, các vị trí còn lại đều trạng thái là hoàn hảo luôn. Bộ Long Hổ Môn đi cùng với sáng thế hổ có lẽ sẽ là sức mạnh mạnh mẽ nhất, mạnh mẽ hơn nhiều so với sáng thế rắn các bạn ạ. Đấy, và mình sẽ check môn luôn từng con một để các anh em cùng theo dõi nhá. Rồi ok, Terry 2k3 và Robert sẽ là những bộ sĩ đam chủ lực và đều trạng thái là trạng thái cao nhất, trạng thái lục môn. Omiyarugo 6 sao tứ môn, thật là châu bò. Rồi, tứ môn. Đây là thằng Rio Limiter Karate ở đang chạy tam môn, mà các bạn cũng có thể nâng lên tứ môn rồi lục môn rất dễ dàng. Sau này thì nếu anh em nào mà chơi lâu dài thì có thể chơi theo phong cách của QQ các bạn ạ. Hôm trước mình vào QQ thì viện trợ mạnh nhất hiện nay bờ bên đấy là viện trợ của cặp Long Hổ Môn. Đấy, cực kỳ là hữu dụng các bạn nhé. Đấy, ok, đặc biệt ạc này khi lưng lên tầm nhảy rồi đưa vào lục môn thì nó đá không, nó đưa vào viện trợ thì nó đá không khác gì võ sĩ chính trong hình cả. Đấy, ok các anh em. Tiang Cu khỏi bàn vòng 1 và mình nghĩ vòng 2 là thời điểm ạc này có thể tham gia đua. Đấy, cũng sớm thôi, chỉ còn khoảng vài ngày nữa, 2-3 hôm nữa là đua Tiang Cu vòng 2 được các bạn ạ. Khó xịn tiêu ương cơn đi kèm của vũ khí. Nói chung là một cái event cực kỳ ngon lành cho anh em tham gia. Đấy, ok, mọi cái mình check ổn ổn các bạn nhé. Bên dưới này còn As này, này cũng tam môn nhưng không phải burn đâu. Yorizi Leolazi cũng nhị môn, 188 viên đá thần các bạn ạ. Ok, thôi mình check trong danh sách võ sĩ nhìn cho nó dễ các bạn nhé. Đây đúng không? Zero. Nói chung thì ở server cũ thì cũng tích góp khá nhiều. Đấy, duyên ngầm thì là thành ra nó rất đơn giản các bạn ạ. Lần như là có hết rồi. Đấy, Orochi rồi là Google có hết rồi. Trên luôn túi đồ đây. Rất nhiều đá thần luôn các bạn ạ. Tới tận 188 viên đá thần. Đây là hồn hiệu hồn sách này. Lão ma. 184 mảnh vẫn năng. Đây là các mảnh tư chất 14, tư chất 15. Rồi, và cuối cùng là những cái đồ ba lăng nhang khác. Bị túi kim cương. Kim cương hiện nay đang 62.000, nếu mà mở hết các thứ ra nó cũng rơi khoảng độ 63-64.000 kim cương. Ok các anh em, tốt đấu trường 2 ngày không online và bánh tụt xuống top 2x các bạn ạ. Chắc chân top 2x nhá. Còn đâu nếu như mà online thì hên xui đánh trong vào top 1x thôi. Mình sẽ đánh 2 trận cho các anh em xem. Trận top 23, trận đánh với top 14 ấy, đúng không? Chắc chắn là có Tiang Cu 6 sao môn miếc đàng hoàng hơn thì nó sẽ trâu hơn. Đội bạn là siêu lữ, bạn này chắc là người nước ngoài rồi.
Elizabeth chắc là sẽ không người giỏi hiệu ứng đâu. Làm to vãi luôn gọi. À thế nào đối bạn nó lên tứ môn rồi gọi. À cái giờ à, thế nào. Rồi các anh em lại thấy một sức mạnh đấm nó khác bọt hơn hẳn so với cái hồi mà nó chưa được cập nhật. Này, Yuri cũng là long hổ môn các bạn nhé. Rồi lượt sau Mai cũng không có nội. Mary vừa tung tuyệt kỹ xong các bạn nhìn thấy vẫn toang với 2,5 triệu ở đây. Nó được boost đàng hoàng dã man các bạn ạ. Thằng robot ấy. Đá phát chết của nhà người ta luôn. Rồi, viện trợ Semilo, một viện trợ khá là gọi là hiếm người dùng. Vì thường là phải dùng rất là nhiều tiền thì mới mua được. Hơi đáng tiếc một chút là tay 2K3 bị, là cái vị trí bị khống chế. Rồi, sẽ bị giảm độ các bạn ạ. Team siêu nữ hiện nay đam to nhất thì vẫn là đây cô. Tại vì 2K3 cũng khống chế quả đau quá anh cũng buồn. Mai nó mai dù được quạt quá dã man thật các bạn. Còn Mai đội bạn nó nuôi chất lượng ấy. Đam các bạn nhìn thấy cảm giác rất ngây người Tây luôn. Xịt chết rồi. Quả đấy mà có thêm con cu lao đam thì phát nữa thì chắc là toàn. Rồi, còn lại toàn là hổ môn thôi. Khống chế chủ lực lên đội bạn quá ổn không các bạn. Giảm lỗ liên tục. Toàn đấy. Sự đồ bớt đá phát nào ra trò đấy ạ. Bây giờ 5,1 triệu đam khi một đội bạn hết khiên rồi. Lúc lấy là có khiên nhá. Bây giờ ta đi 2K3 là nó mới được vãi. Sẽ không ai giải ứng cho Elizabeth cả. Rồi không có vấn đề gì cả. Chết quả hợp lý các bạn ạ. Không chết của đấy thì robot không có nộ được. Các bạn nhìn thấy robot đá trông sướng mắt thật. Lục môn thằng này thằng gì gọi này. Ui dồi ôi. Sao thế hổ. Kịch dã man các bạn. Cái con hạt nhân thì các bạn đừng có kỳ vọng nhiều về nó nhé. Mình nói thật kể là thằng E-Stick hay là Kill Flame về sau. Hạt nhân thì nó chỉ đóng vai trò hỗ trợ, gọi là gắn kết trong team thôi. Chứ đừng nói là đang một chủ lực thì khó lắm các bạn. Cái robot thì dã man, nó được búp kế thừa rồi. Trong dòng lưu luôn em học đầy đủ, đúng không? Dã man. Không con nào đỡ được các bạn ạ. Mary vừa tung tuyệt kỹ xong cũng chết. Elizabeth cũng chết. Tởm lợm thật. Hoài đánh trận nữa với ông nữa ở trong top 1x nha. 20 cũng là 1x thì các bạn nha. 19, 20, 11 là như nhau. Em thích mắt thật ạ. À, thằng xe vừa số 56 các bạn nhé. Đội bạn là sáng thấy hổ đấy. Chơi ở Kill Flame đây sẽ là hồn hư vô. Anit thì không giải được quả đá. Chỉ có Instinct thôi. Nelico thôi, hoặc là ở thế thôi, là những ấy là những cái bó chi hiện nay giải được. Hòa đá. Nếu thằng Anit không quan trọng, nó dạng hòa đá anh, hòa đá Anit thì không quan trọng đúng không? Rồi chúng ta cùng xem nó làm như này. Đỡ đoạn, chết, chấm máu. Để thằng robot nó đá vào thì hơi phí đấy các bạn ạ. Thằng robot ở đây nó phải đá vào Bukai hoặc đá vào thằng. Hoặc có đá vào thằng. Ờ đấy, rồi ôi. Còn khiên 15 triệu đam các bạn ạ, vãi thật. Hồi ông thần này cũng 2,4 triệu đam. Sát thương lan ra xung quanh. Dạ man thật. Nhưng mà ăn phản đòn đủ lo luôn các bạn ạ.
thằng Robert bên mình ăn phản đòn còn có chấm máu kìa. Bị thằng quả này mà bị thằng kill frame nó đục vào thì chắc chết luôn. Mồm ông chém gió như đúng rồi. Đúng à, nó giết thằng Anis thì chỉ thơm. Teddy 2 Kalai chắc là không đủ đam. Đấy, đánh thằng giữa thì thơm. Uầy, đội bạn cũng sáng thấy hổ. Châu vai. Châu dã man luôn. Đội bạn đỡ đòn quả hay ghê. Quả hơi ảo diệu luôn đấy. Chắc chắn là toang. Lục môn rồi thì ít có chuyện không chí mạng lắm các bạn ạ. Tỷ lệ 100% luôn chứ. Rồi phát sau lại có nộ. Thì bên mình thế nào chỉ có thằng chết. Đấy, gọi là nó vã thì các anh em bảo sống làm sao được. Úi dồi ôi, còn có chấm máu ấy kìa. Thằng gu mới có trụ được không này. À trụ được. Kêu cái 2K3 nó vừa bung xong rồi. Khó nhè, quả này bây giờ vỡ ước tượng thì khó quá. Nó đánh vào thằng Robert, thằng chủ lực của mình các bạn. Chủ lực Robert ăn đòn. Không có độc chiêu, có độc chiêu thì cũng vỡ tượng đấy. Độc chiêu là vỡ tượng. Nhưng không có độc chiêu thì hơi thua rồi. Hơi đáng tiếc chút nhỉ, thằng Robert trúng đòn. Không thì Robert nó sút một phát thì chết ngay. Robert đam to hơn Teddy 2K3 nhiều các bạn. Rồi ok, thôi các anh em nhá. Ông nào mua ạc thì vào khai triển. Đam không thua ai cả. Công nhận Robert luôn học đá sướng thật. Nó không có hiệu ứng như Meili hay là kiểu ký nó còn có hiệu ứng. Ghi gủng gì đấy nó còn có hiệu ứng. Đấy, hoặc là một số con nhà Kill Flame E-Stick nó còn hiệu ứng hiệu ý. Robert nó chả hiệu ứng gì cả. Chỉ có đam thuần không được gọi. Nên là cái lượng đam của nó phải gọi là cực kỳ tối ưu. Đá ông nào chết chắc. Thôi, toàn bộ thông tin nào mình đã check xong. Đá bạc rồi, server khá cũ. Kim cương này các anh em không phải lo rồi. Phải lo bây giờ thì anh em dùng kim cương như nào, về tiến triển mình trong tương lai nó như thế nào. Đấy là cái thứ mà các bạn cần phải suy nghĩ về arc này. Tương lai thì Omerugo chắc là cũng thay thôi. Mình nói luôn nhé, xong rồi đầy con ngon nhé. Tanh hiện nay thì đang có Mr. Karate. Mà mình nói thật nha, con thằng New Mr. Karate này đang không ngon bằng Omerugo đâu. Omerugo còn ngon hơn cơ. Trừ khi thằng ấy lục bột. Đấy, phối hợp combo team nó sẽ đẹp hơn thôi. Nhưng mà sau này mình đề xuất hai này viện trợ. Rio ở viện trợ trước, Robert ở viện trợ sau. Rồi các bạn kiếm cho mình những cái con nó trâu hơn. Thần bài, thần bủng gì đấy đúng không? Câu mình chém gió ấy. Hoặc là con Robert xịn hơn đấy các bạn ạ. Đấy, mình hình như ở đấy con đấy con Robert hay Anis. Đừng lấy thằng Kill Flame nữa. Nó không thành tứ hồn đâu mà. Đấy, ok các anh em. Chứ không kỳ vọng gì vào cái hạt nhân thằng Kill Flame đâu. Sau này kháng hết các bạn ạ. Đấy nha, thôi thì tạm thời chia sẻ với công thế đã. Nếu bạn nào mua hạc thì liên hệ với mình trong số điện thoại hoặc là link Facebook bên dưới phần mô tả của video. Giá hạc bao gồm toàn bộ mọi chi phí chỉ là 1,6 triệu. Quá hơi cho anh em nào nhanh tay.